Ở đây một ngày nó thích là như này, thích cái chỗ này là như này. Dừng lại làm một khay. Đây là lúa. Có muối ăn được. Có người thì chế đấy. Đây là lúa. Thịt xiên này. Và một cái gì ạ? Qua đâu không biết. Cái gì có bánh này. Biết xương. Chị có ăn bún bò chửi không? Hai bố chịu khó tí nhá. Tối thì hai bố nhờ, trưa nay về mình ăn đồ này. Xong đi qua gọi mình chơi này, xong đi thẳng về rồi đi ăn bún bò chửi. Nhưng bún bò chửi cũng nhiều màu lắm. Lo quá anh này. Ăn nhán không? Thôi bún bò.